Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Bộ Công an cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày hôm nay 23 tháng 9 diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ khi số vụ tai nạn giao thông gia tăng đột biến và số người tử vong cao gần gấp đôi so với các ngày thường. Cụ thể, đường bộ đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người và bị thương 51 người. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc diễn ra bình thường, không xảy ra tai nạn giao thông. Có một số thông tin báo chí phản ánh có hiện tượng giải đinh trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn qua Bình Xuyên – Vĩnh Phúc. Nhưng lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào giải đinh và chưa có trường hợp phương tiện nào bị hư hỏng do giải đinh.